AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Tuấn Anh, phóng viên của truyền hình FPT, FPT Play, đang có mặt tại sân vận động Etiklon ở Fergana, Uzbekistan, nơi sẽ diễn ra các trận đấu của đội tuyển U20 Việt Nam trong khuôn khổ của vòng chung kết U20 châu Á 2023. Mặt cỏ tuyệt đẹp, đây là cảm nhận đầu tiên của tôi. Thật ra thì ban đầu tôi nghĩ đây là một cái mặt cỏ sân cỏ nhân tạo vì một màu xanh mướt và rất đều. Nhưng khi đến gần và được ngồi trên đồi cỏ, được tiếp cận và xem rất kỹ, thì tôi đã nhận ra đây là mặt cỏ tự nhiên. Xin nhắc lại, đây là cỏ tự nhiên, loại cỏ chỉ rất đẹp. Một điều đáng lưu ý đó là trong giai đoạn này thì tại Fergana, Uzbekistan có những thời điểm nhiệt độ xuống 0 độ C. 0 độ C tức là thời điểm mà có thể có tuyết. Vâng, và như vậy mặt cỏ vẫn đang được bảo dưỡng rất đẹp. Và tôi tin rằng đây là điều kiện thi đấu tuyệt vời cho các cầu thủ, không chỉ của Việt Nam chúng ta mà của các đối thủ khác Australia, Iran và Qatar. Tuấn Anh, Bá Huỳnh, nhóm phóng viên của truyền hình FPT đang tác nghiệp tại Fergana, Uzbekistan trong khuôn khổ của vòng chung kết U20 châu Á 2023. Sân vận động Etiklon khởi công từ năm 2012 và hoàn thành vào năm 2015, có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Không quá ấn tượng về quy mô, nhưng Etiklon khiến cho người ta phải ngưỡng mộ vì mặt cỏ xanh mướt. Ở những nước có khí hậu khắc nghiệt, mùa hè 40 độ, mùa đông có thể là âm 23 độ C như Uzbekistan, thì việc giữ được mặt cỏ xanh thế này thật đáng ngạc nhiên. Hãy cùng một thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam đánh giá mặt cỏ sân Etiklon nhé. Huấn luyện viên thủ môn Đức Cường thì đang trải nghiệm cái mặt cỏ tại sân vận động Etiklon. Mặt cỏ này tốt không anh Cường ơi? Theo cảm nhận của mình thì mặt cỏ này tương đối tốt. Dày, cỏ xanh mướt và rất là phẳng. Tuy vậy nhưng mà theo mình nghĩ là nó hơi cứng so với cái mặt bằng chung của sân cỏ tự nhiên tốt của sân bóng đá chính thức. Nhưng mà ok. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng tại sân Etiklon. Trận ra quân gặp Australia vào 17 giờ ngày 1 tháng 3. Sau đó lần lượt là các cuộc đối đầu với Qatar vào 21 giờ ngày 4 tháng 3 và Iran vào 17 giờ ngày 7 tháng 3. AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.